Anh Lan, anh đừng giết ta. Ta xin lỗi anh, em không cố ý. Anh đừng lấy mạng của em, hãy tha mạng cho em đi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Anh Lan, em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Mày đang làm gì vậy? Mở mắt ra đi, là tao đây. Ông chủ, sao ông chủ lại đùa tôi? Ai đùa với mày? Nếu ông không trêu tôi thì hình nợ bà Sơ mất đi đâu rồi? Mày mở mắt ra mà xem đầu kia.
Tôi vội đi quá nên bị chép vào hình nợm bà Sơ. Còn mày đi đâu về giờ mốt ra ngoài la cà như vậy? Nếu cảnh sát bắt được thì mày sẽ làm sao đây? Tôi chỉ đi lấy hình cho thằng ta ở tiệm để thằng ta có thời gian làm cho xong hình nợm của bà Sơ. Nhắc mới nhớ, bao giờ mày mới làm xong ta? Mà hai thằng mày có thấy Du vợ tao đi đâu không? Mang xe đi rửa chưa về? Nếu nó về, mày nhắn lại là tao đi gặp khách hàng. Nói cho trùng nhau đi, hiểu chưa? Và cả hai thằng mày không được làm biếng, mau làm cho xong việc. Sao mà hư nhiều thế? Mày có gì không thoải mái trong lòng? Có thể tâm sự với tao đi. Mày đừng nên biết. Không mày lại lo sợ. Dù sao chúng ta còn ở bên nhau lâu mà. Cứ nghĩ chúng ta vẫn là bạn thân. Cũng được. Anh ấy tên là Lan. Anh ấy rất là cứng. Anh Lan là thần tượng. Ngày mùng 3, sao hả mẹ? Ta bao giờ mới có tiền? Ta đã nói là cứ để cho con lo. Lúc nào cũng nói như vậy, bao giờ con mới chịu thôi chơi với cái tuổi đấy? Mẹ à, nếu không được anh Lan giúp, con cũng không biết kiếm đâu ra tiền cho mẹ tiêu đâu. Thế tiền đâu? Nó chết rồi à? Mày còn hy vọng lấy được tiền từ nó sao? Thế thôi đã mẹ nha. Này, sao mày tới muộn vậy? Em bận làm chút việc. Anh Men à, liên hệ được với đại ca chưa? Đang cố đây. Nhưng chỉ mình Lan biết số điện thoại. Bắt tao phải làm gì hơn? Đúng vậy. Giờ anh Lan cũng đã chết. Chỉ đánh ghen với vợ rồi gây tai nạn. Cũng chỉ là do con Coi và thằng Bo So. Con Coi thì tao đã nhận ra bản mặt từ đầu. Lợi dụng anh Lan, chả chung thủy gì cả. Thằng Bo So cũng vậy. Quen biết anh Lan từ lâu, lại dám cắm sừng anh Lan. Đúng là cái đồ bị ổi. Wow,
Anh Lan chết chưa tới 3 ngày, mày đã lấy con cô làm vợ rồi sao? Nể nang một chút đi. Mày cũng biết Lan yêu vợ mình thế nào. Mày cẩn thận đi, chắc chắn mày sẽ bị quả báo. Tôi xin phép thắp hương trước, và cũng sẽ có chuyện để nói với các anh. Rồi một ngày tao sẽ lấy tiếc mày. Bớt nóng đi anh. Chó bô xô. Anh à, đủ rồi. Mày còn bảo vệ cho nó sao coi? Đủ rồi. Buông tao ra. Buông ra. Coi. Coi. Coi à. Máy cho tao sao? Coi. Lại là đêm mồng ba, rùng rợn quá. Vì mày đấy bô xô. Vì mày đụng vào con coi. Tao không muốn gây chuyện với chúng mày. Nhưng điều tao cần phải làm bây giờ là phần tiền chi chác. Trước khi chết anh Lan bảo với coi là đại ca sẽ chuyển tiền cho chúng ta cùng với mật khẩu. Đồng nghĩa với giờ này mật khẩu đang ở trong điện thoại của anh Lan. Nhưng những thứ mà cảnh sát trả lại không có điện thoại. Trước khi tai nạn anh Lan còn gọi cho tôi, nên chắc cũng chỉ rơi đâu quanh đấy, chỉ là chưa tìm ra. Thế thẻ ATM đang ở cùng ai? Chắc anh Lan cất ở tiệm. Nếu thế thì như thế này, chúng ta giúp nhau quay lại tìm điện thoại. Nhưng ngoại trừ mày ta, mày quay lại tiệm và tìm cho bằng được thẻ ATM. Anh à, em không quay về đấy một mình đâu. Mày ý kiến làm gì? Mày có muốn nhận tiền không? Đừng lắm điều. Cứ theo thế mà làm. Anh Men à, em nghĩ là tao không tin tưởng hai đứa nó. Mày vội về tìm cho được bằng thẻ ATM và gọi báo cho tao. Ừ.
Chúng mày tìm đầu kia, tao sẽ sang phía này. Coi à, thử gọi vào mấy anh lang đi. Nhỡ nghe thấy chuông, đã 3 ngày trôi qua rồi. Giờ này chắc pin cạn mất rồi. Thử xem trước đi. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Vô lòng để lại lời nhắn sau khi nghe tiếng bíp. Thấy chưa? Bảo rồi mà.
mở ra đi chứ. Thằng ta. Anh Lan à. Sao vậy? Có vừa lòng hình đấy không? Tao đã làm theo lời hứa. Mày làm việc cho tao, tao sẽ xăm cho mày. Mày cần tiền làm gì vậy? Mày đừng nghĩ tao lên mặt dạy đời. Đừng nghĩ công việc này có thể nuôi mày cả đời. Mày còn trẻ, còn có thể làm được nhiều thứ. Em muốn được giống anh. Anh là thần tượng của em. Thần tượng à? Tao nói cho mày biết nha ta, người như tao chưa bao giờ muốn làm hình mẫu cho ai. Chỉ là một tên bình thường, bình thường với cả xã hội. Thế này cũng đủ. Mày không biết có thực hiện được hay không. Thậm chí tao từ bỏ giao hàng từ lâu, lại còn có thể quay lại để nhận việc. Khốn kiếp, vì chị coi phải không anh? Mày phải hứa với tao là mày sẽ không ở lâu. Khi nào có đủ số tiền mà mày cần thì rửa tay đi, được không? Mặt mũi cũng đẹp trai đi, thằng khỉ. Chuyện gì thế này?
Côi. 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 Đồ xấu xa, đồ phản bội. Tao đã tin mày, tao đã yêu mình mày. Mày đừng có nghĩ là tao sẽ tha cho mày. Tao sẽ giết mày. Có chuyện gì? Mau rời khỏi đây trước đi, nhanh lên. Hai đứa nó vội đi đâu thế nhỉ? Hay là chúng đã tìm được điện thoại rồi? Đến cướp cạn à, đuổi theo. Khốn kiếp. Alo, ai vậy? Cẩn thận chuyện quái gì. Mày là ai mà dám gây chuyện với tao sao? Nhanh đi. Nhanh lên đi nào. Mẹn à. Khốn kiếp. Bô Xô, mày phản bội tao. Mày cướp nó khỏi tay tao. Ai nói tao cướp nó từ mày? Coi tự tới tìm tao. Nói với tao là nó không còn yêu mày. Không đúng. Nó yêu tao. Nó hiểu tao. Mày hiểu không?
Busu. Busu à? Busu. Busu à? Mật khẩu 2475. Bù xô. Chị coi. Ta anh Lan, mày hứa với tao là mày sẽ không ở lại lâu. Nếu có đủ số tiền mà mày cần thì mau rửa tay. Tao không đổi mật khẩu mà. Lại nuốt thẻ của tao. Thẻ của tao. Mày còn có thể trở về, nên có thể anh Lan đã tha cho mày. Đây là giấc mơ của mẹ tao. Tao đã thực hiện được. Nếu tao chết thật thì chắc chả có gì phải lo. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Mà này, nếu mày chết, mày muốn thứ gì không? Không biết. Tao trốn nhà rồi nhập cư vào Thái Lan.
Tao cũng muốn có tiền, có nhiều thứ để dùng như người giàu. Nếu tao giàu, tao sẽ mua hết loại hàng mã này hay bằng hàng thật. Nếu thế, mày chết bây giờ luôn không? Tao sẽ lấy hết số hàng mã này, đốt hết cho mày, để có thể giàu sau khi chết. Giờ này mày nghèo kiết xác. Nếu hai chúng mày chết đi, tao sẽ lấy mấy tờ giấy vụn này đốt cho chúng mày. Ông chủ à, sao bảo đi gặp khách hàng? Tao không đi nữa, chồng nó về. Đêm nay lại phải nuốt cơm nguội rồi. Ta, tao đói, kiếm gì cho tao ăn đi. Mày chứ còn ai nữa? Tiền. Như cũ. Biết rồi. Ưa bị đánh. Ông chủ à, bà Sơ không phải là đạo Thiên Chúa sao? Thế họ mua hàng mã để làm gì? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Tao chỉ biết bà Sơ này rất ghê rợn. Thái Lan, Trung Quốc, Lào, Tây đều gặp, chạy không kịp quay đầu lại. Cái thằng khỉ này, đúng là không nên bảo tao nhắc tới. Mày có muốn biết hồn ma của bà Sơ này rùng rợn như thế nào không? Tốt, tao sẽ kể cho mày nghe. Ông chủ à, nhà dòng, trong tiểu thuyết viết rằng ngôi nhà thờ đóng cửa bên cạnh trường chúng ta từng có một bà Sơ cụp đầu đã tự tử vì tình yêu. Nhưng bà ấy vẫn còn ngồi chơi đàn piano trong khi đã mất đầu. Họ kể với nhau là nếu đêm nào chúng ta nghe được âm thanh piano phát ra từ nhà thờ ấy, nếu không có người tới khấn cầu chuyện tình yêu, thì có nghĩa có người nào đấy chết. Họ đồn là bà Sơ Đồng Trinh đây chết vì tình yêu tội lỗi. Thế Đồng Trinh có nghĩa là gì? Là tu sĩ chấp nhận ở trong nhà thờ đến lúc chết, cắt đứt thế giới, cầu kinh sáng tối không ngừng nghỉ. Tất cả mọi hoạt động chỉ diễn ra trong nhà thờ, cấm người ngoài vào, cấm người trong ra ngoài. Và quan trọng, cấm có tình yêu với người khác ngoài Đức Chúa Trời. Nên người ta mới gọi là cô dâu của Thiên Chúa. Bà Sơ ấy là một cô dâu tốt, luôn nghiêm khắc với bản thân mình. Cho tới một ngày, bà có tình yêu với một người ở ngoài nhà thờ. Thay vì đọc kinh khấn nguyện với Thiên Chúa như cô từng làm, cô lại chơi piano, gửi tình yêu theo lời nhạc ra ngoài nhà thờ để hy vọng người đấy nghe được. Càng ngày, bà càng lún sâu. Và cuối cùng, điều mà bà ta mong đợi cũng thành công. Người đàn ông ấy đã nhận tình yêu của bà
lãng mạn quá nhỉ. Nhưng mọi chuyện không êm đềm như vậy. Bà cảm thấy có tội với Thiên Chúa vì đã có tình yêu với người khác. Bà thất vọng bản thân mình. Bà ấy hiểu rõ là không thể dừng tình yêu tội lỗi đấy, nên đã quyết định. Tiếp theo là sao? Sau khi tự sát, cho dù đầu đã lìa khỏi cổ, nhưng tay của bà vẫn đánh đàn không ngừng nghỉ. Với tình yêu đáng kính của bà ấy, nên có lời đồn: nếu ai khấn nguyện với bà sơ cục đầu sẽ được toại nguyện. Tất cả mọi người, giống như chị qua lớp 12 mà người ta đồn là đã tới cầu nguyện với bà sơ để anh Tông chia tay với người yêu cũ, và cuối cùng họ cũng được yêu nhau. Vậy nó toại nguyện chỗ nào? Yêu nhau không được lâu, chị Quan bỗng nhiên mất tích, và gần đây anh Tông cũng xin nghỉ học. Có hơi bất thường không? Theo truyền thuyết, việc khấn nguyện với bà sơ cụp đầu phải đi một mình và rạch máu ở lòng bàn tay, lấy một đóa hồng đỏ đặt lên cây đàn piano. Sau khi tọa nguyện, cần phải quay lại nhà thờ một mình lúc 3 giờ sáng. 3 giờ sáng sao? Đúng vậy. Và phải chơi đến kết thúc bài nhạc mà bà sơ từng chơi, cho dù thấy hay gặp thứ gì cũng cấm không được dừng tay để cảm ơn. Họ đồn với nhau là đôi khi bà sơ cũng ngồi đánh cùng. Bà sơ chắc là buồn lắm, và nếu làm sai các bước thì phải chết. Như chị Khoan, cậu gỡ miệng quá. Chị ấy mất tích không có nghĩa là chết. Phải rạch bàn tay, phải gặp ma. Nếu là mình thì chết cũng chả dám đi. Cho dù cậu có cầu nguyện thì cũng chả có ai yêu cậu. Nặng lời quá không thế? Các cô đang làm gì? Không phải tới giờ ngủ rồi sao? Người ta được nghỉ vài ngày, còn tụi mình phải ở đây. Đi, đi tắt điện vào ngủ. Cô muốn tôi trừ điểm các cô à? Giờ này, sơ chắc đã nghi ngờ là Kulanan đi đâu. Kệ đi, chán chết đi được. Cả ngày ở trong ký túc xá, đi đâu cũng chả được. Mà này, mình có thứ này muốn cậu xem. Hôm đấy mình chỉ nói đùa, không biểu là đi xăm hình thật. Vì mình biết cậu sợ kim xăm, sao lại xăm thế này? Có đau không? Không phải chính cậu đã nói nếu mình đi xăm thì cậu sẽ chấp nhận làm người yêu của mình sao? Làm người yêu của mình nhé.
Thật sao? Thật chứ? Thật mà. Cấm không được yêu người khác nữa. Mình đặt cọc. Tới lâu chưa vậy? Thì sao? Sợ tôi thấy gì à? Xin lỗi. Người yêu cậu ghê quá. Mặc nó đi. Nó là đồ thiểu năng. Sao cô không thôi làm phiền tôi? Dừng lại đi. Cô đang nói khùng gì vậy? Đừng giả vờ không biết. Đã để thứ gì vào tủ của tôi? Làm như thế không quá nặng tay sao? Có người ghét cô hơn tôi nữa sao? Cái này là của cô đúng không? Cái này ai ai cũng có thể mua. Vậy sao? Nhưng chuyện bệnh quạng thế này chỉ có mình cô thôi. Tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Không chịu hiểu sao? Hãy buông tha cho tôi đi. Tôi không yêu cô. Tôi yêu May. Và cô ấy cũng đã chấp nhận yêu tôi. Tôi không gây ra chuyện này. Và cũng nên biết, nếu tôi muốn kiếm chuyện với cô thật, tôi sẽ không chỉ làm thế. Vì không đủ với những thứ mà cô đã gây ra. Thank you.
Cấm được yêu ai nha. Mình đặt cọc. Bao giờ mới lên bờ? Không sợ bắt được bây giờ? Không đi cầu nguyện kịp lại bị phạt đi. Để mình bơi thêm một vòng rồi mình sẽ đi tới sau. Nhanh lên nhé. Khi khấn nguyện cùng bà sơ cụp đầu, phải đi một mình lúc 3 giờ sáng. Rạch máu ở lòng bàn tay mình, lấy một bông hồng đỏ đặt trên cây đàn piano. Sau khi tọa nguyện, cần phải quay lại nhà thờ đấy một mình. Thank you.
Có chuyện gì vậy Kem? Chị Khoan, chị bình tĩnh lại đã. Chị Khoan bị sao? Đi đâu về thế? Chị Khoan, chị Khoan chết rồi. Mình thấy chị Khoan vẫn còn ở trong nhà thờ. Thế cậu đến nhà thờ làm gì? Trời đất, cậu cũng tin chuyện này sao? Vì mình yêu cậu, mình không biết phải làm sao để cắt đứt với Lini để yêu cậu. Mình chấp nhận là mọi thứ để cậu yêu mình. Kem à, đâu cần phải làm những chuyện này. Nếu chúng ta yêu ai thì chỉ cần tình yêu là đủ. Tình yêu không sinh ra từ lời nguyện cầu. Nếu cậu tin như vậy thật thì để sau khi lần hạt 3 giờ tối mình sẽ đi theo cậu, để cậu có thể an tâm, rồi sẽ được hiểu. Đi nào. Không thấy có gì. Sao có thể như vậy được chứ? Mình thấy chị ấy thật, mình không mờ mắt. Chắc vì quá sợ nên tự tưởng tượng. Nào, mau kết thúc chuyện này đi. Mây à, có nghe thấy gì không? Không nghe không thấy gì. Sợ sao? Cô đúng là cái đồ dối trá không biết dừng. Trong tiểu thuyết, người ta bảo tới 3 giờ sáng, 8 giờ cô đã tới. Họ bảo tới một mình, cô lại dẫn cả mây đi cùng. Người như cô tin được điều gì?
Đây là chuyện gì? Cô có thể lừa người khác, nhưng khi bị lừa thì không thể chấp nhận sao? Mày à, đây là chuyện gì? Cảm giác thế nào? Làm điều gì đấy cho người mình yêu nhưng không được thấy giá trị. Chuyện này là gì? Tôi không thể hiểu. Mày đã yêu đơn phương tôi từ khi tôi vẫn làm người yêu cô. Tình yêu đủ lớn để chấp nhận làm mọi thứ. Và một điều mà tôi xin mày đấy là hẹn hò cô, làm cho cô yêu, để tôi có thể trả thù cô. Mày à, sao lại đối xử với mình như vậy? Tôi cũng muốn cho cậu hiểu. Nói rõ chút đi mày, để Kim có thể hiểu rõ là tình yêu không được sinh ra từ lời nguyện cầu. Sao lại làm thế với tôi? Vì sao? Vì sao? Vì sao không buông tha cho tôi? Tôi không yêu cô. Buông ra đi. Hãy để tôi yên. Buông ra. Buông ra. Cứu mày. Cứu mày với. Hãy cứu mình. Mày. Cứu mình đi. Mày à. Kem à, Kem, chờ cho hết bản nhạc đấy đi. Lỗi cho con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, xin lỗi. Cấm được yêu người khác nữa, mình đặt cọc.
Nếu đêm nào chúng ta nghe thấy tiếng piano phát ra từ ngôi nhà thờ đấy, nếu không có người tới để cầu nguyện chuyện tình yêu, thì có nghĩa có ai đấy chết. Họ nói với nhau là đôi khi bà Sơ sẽ tới chơi cùng. Đợi đã, chưa đưa cây đàn lên. Đợi đã. Ông chủ, quay lại đã. Chuyện quái gì thế này? Cái đồ lừa đảo, nó chưa trả tiền tao. Họ vội đi đâu vậy? Họ không lấy hàng nữa sao? Mày chạy đi mà hỏi nó. Vì mày đấy. Làm giống quá làm gì? Tao trừ tiền lương mày. Tất cả những thứ này, dọn đồ luôn đi. Cầu cho chúng nó bị đứt chân. Hàng mã. Bực mình. Mọi thứ trong nhà này hỏng hết rồi sao? Móc, mày làm hỏng tivi của tao đúng không? Tiền lương tháng này mày không cần nhận, tao trừ hết. Lần sau khi xài đồ của tao, mày phải cẩn thận. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Ông chủ à, ông chủ. Mày gọi tao hay mày đang mắng tao vậy? Xem thứ này đi. Xem gì vậy Mốc? Bà chủ. Bà chủ về từ khi nào? Cùng lúc với mày đấy. Mày không thấy sao? Ăn cơm chưa? Múc cơm mà ăn đi. Mày có thấy hôm nay bà chủ mày hơi lạ không? Ông chủ biết rồi phải không? Đúng. Nếu nó tốt với mày như thế thì chắc bà ta vừa mới gây ra lỗi lầm gì đó. Ông chủ không muốn nghĩ là bà chủ muốn làm điều tốt cuối cùng trong đời cho ta sao? Thì thầm gì vậy? Không, không có gì ạ. Mốc à, mày có việc phải làm phải không? Ra ngoài đi, tao sẽ dọn cơm ăn với vợ tao. Đi ra ngoài. Tùy ý ông chủ nha. Rồi tự mà xem thứ này đi. Đúng món tôi đang thèm. Tương ớt quán cũ. Cảm ơn.
Ông xã à, Chu Chu xin lỗi, Chu đã sai, Chu Chu không nên. Ông chủ à, ông chủ, không đáng để chết từ thế xấu thế này. Chắc chắn là bà chủ muốn đợi ông tới ở cùng. Ông chủ là zombie à? Zombie tía mày, tao giả vờ chết. Ông xã, tôi đi tắm trước nha. Chu, mày xem đi, thậm chí chưa chuột cũng chỉ toàn sâu. Ông chủ xem người tình duyên ma quá nhiều không thấy? Bà chủ là ma, không phải là gấu mà giả vờ chết. Với tao đáng sợ như nhau, nhưng đấy là vợ của ông đấy. Mày muốn không? Tao nhường cho. Chạy nhanh lên. Ông xã, lên trên đi, vợ đang đợi. Ông chủ có lên không? Bà chủ gọi đi. Ở lại làm gì? Chạy nhanh lên. Ông định đi đâu? Vào nhà ngay. Dân ạ. Ông định đi đâu sao? Tôi có đi đâu đâu. Tôi đang định đi đổ rác. Tốt. Tốt lắm. Vì tôi không muốn ông đi đâu hết. Tôi muốn ông ở bên tôi. Ông, tôi có chuyện muốn nói. Lạnh ngắt. Điều tôi muốn nói, tôi chưa có thể nói cho đến khi hoàn thành một thứ. Làm gì? Đưa ông lên thiên đường. May mắn nha ông chủ. Ông không còn yêu tôi sao? Tôi yêu, nhưng như thế này thì tôi không thể chấp nhận. Ông đã biết chuyện này rồi sao? Ông xã, tôi xin lỗi. Mốc à, sao mày tắt điện? Đấy là tai nạn, tôi không cố ý.
Điện thoại của ông chủ tốt quá, rớt thế mà không hề hấn gì. Mày nhặt lên cho tao đi. Không đâu. Không là tao đá đi. Đá đi, để cả hai cùng xuống. Tao mặc quần vào trước. Alo. Ông xã, cô ta bảo chồng đi rồi nên có thể tới tìm. Chết tao rồi. Mày có vợ bé sao? Chu Chu, tha cho tôi. Móc, cứu tao. Mày định làm gì? Suýt nữa là chết. Còn sống đã thấy đáng sợ rồi. Thành con ma ghê hơn. Chúng ta làm gì tiếp đây? Bà chủ còn có dưới đấy không? Mày muốn biết, tự xuống mà xem. Tao ra ban công tốt hơn. Người thừa hưởng Khotrit Hatakisaisan, chồng. Đây là gì? Bà chủ mày làm bảo hiểm cho tao tới 350.000 đô. Vì sao? Chu Chu à, từ khi kết hôn với bà ta, hàng xóm ai cũng chê trách tao hằng ngày, bảo là tao mặt mũi đẹp trai nhưng lại lấy cái con đấy về ở cùng. Có ai có biết đâu, là tôi, Chu Chu của tôi. Bà chủ là người tốt tính sao? Mông nó to. Tao thích phụ nữ mông to. Món quà duy nhất mà tao mua cho Chu Chu là chiếc xe đấy. Mày thử nghĩ mà xem, người phụ nữ tuyệt vời với tao như vậy mà tao còn đá văng xuống cầu thang. Chu Chu à, Chu Chu. Ông chủ, tiếng phát ra từ đâu? Tao nghĩ trước quán. Vậy chúng ta ra sau quán đi. Mốc à, lấy thùng đút hàng mã cho tao. Này, định đốt vàng mã cho vợ tao mà khó khăn thế này à? Mày mang người tùy tùng ra đây thật nhiều vào, để có thể có người phục vụ vợ tao. Lấy hộp quẹt mới cho tao luôn.
Đi đi. Có lấy thêm bộ bài không? Bình thường bà ấy kiện tá lả. Mày nghĩ bà ta quay lại thế là giận hay là dự ý? Chu Chu à, Chu Chu hãy về nơi an nghỉ đi nha. An nghỉ tí ông. Ông chủ, mày cũng thế. Mày thấy tao là ma sao? Bà chủ chết rồi mà. Bà chủ làm ma rồi không phải sao? Nhìn mặt tao cho kỹ đi. Mặt tao giống ma ở chỗ nào? Đúng là Chu Chu của tôi thật rồi. Chu Chu à, Chu Chu của tôi chưa chết. Chu Chu của tôi chưa chết. Ông nghĩ tôi chết thật sao? Vì sao? Tôi thấy hình ảnh xe của Chu Chu và có cả người ở trong đấy nữa, nên tôi cứ nghĩ là Chu Chu. Nhưng sao xe của Chu Chu lại bị tai nạn? Chín điểm. Tôi 6-3. Có người kìa. Ra ngoài. Muốn gì nào? Để anh cho. Em lấy vòng lắc. Sao không nói với tôi ngay từ đầu là thua bài? Thì định nói nhưng mà sợ ông xả giận, nên cố gắng tìm cách làm cho ông vui lên đã. Ông xả, lên trên này đi, vợ đang đợi. Chạy nhanh. Ông định đi đâu? Đâu đâu chỗ nào? Chịu đau một chút nha. Hơi rác đi. Thế khi té xuống cầu thang và khi có điện thì bà chủ mất tích ở đâu? Vì sao chúng tôi không thấy? Tao té xuống nhanh như thế sao mày thấy? Mày định làm gì? Thế sao bà chủ không giải thích? Vì sao lại ra ngoài ngồi khóc? Chồng tao có vợ bé. Mày muốn tao cười sao? Mày im lặng đi mốc. Chu Chu à, tôi không phải có vợ bé. Tôi chỉ có bồ. Qua loa rồi thì từ nay không dám. Không dám, không có nữa. Không có ai tốt với tôi như Chu Chu của tôi đâu. Chu Chu nếu thua bài thì cứ thoải mái, tôi không trách nữa. Chỉ cần có người vợ tốt như Chu Chu, tôi cũng vui mừng rồi. Bồi tiếp đi. Bồi nữa sao? Đợi một chút. Ê, ẩm hết cả mình. Bị đá mạnh thế kia. Tôi xin lỗi. Này, mày định đi đâu? 3 giờ sáng rồi, tôi cũng phải đi ngủ. Chưa thể đi. Hàng quá bị đổ lộn xộn, dọn cho hết rồi mới được ngủ. Để ngày mai không được sao? Không phải tôi làm một mình, ông chủ cũng làm. Mày trách tao sao? Vì mày mang hình cho tao xem nên tao hiểu nhầm. Đúng, Chu Chu trừ hết tiền lương của nó. Được. Còn chưa đi. Mày nhìn cái gì? Mày có vấn đề với tao sao mốc? Mày nhìn cái gì? Tao bảo gì mày cũng phải làm. Cấm kêu ca. Và nhớ cho kỹ, nếu mày không có hai chúng tao thì giờ chỗ ngủ của mày cũng chả có. Và gọi điện tìm thằng ta, hỏi nó đang ở đâu. Bảo nó đi mua cơm rô ti. 3 giờ sáng còn chưa bò về nhà.
chuyện quái gì với nó thế? Thằng ta, nó vừa mới vào đây mà, nó biến đâu mất rồi? Xem này, xe máy của thằng ta mà. Thằng ta chết rồi sao? Cái lúc nãy là ai? Không đâu, nhảm nhí. Tôi nghĩ chắc chúng ta hiểu nhầm nhau. Bạn nói vẫn chát với nó này. Vậy có nghĩa là nó chưa chết đâu. Đúng vậy. Nhưng người bạn này của nó đã chết cách đây 3 tháng rồi. Mặc nó đi. Chết hay không thì mặc nó. Đi chỗ khác tốt hơn. Đợi đã. Cái gì nữa? Ta từng nói, nếu nó chết thì lấy hình của mẹ nó đốt cùng với nó. Đúng là nhiều chuyện. Mau mau đi đi, nhanh nào. Làm sao tiếp đi? Tôi nghĩ ma có thể đi xuyên tường. Cẩn thận, không thể ra ngoài được. Mày nói giờ làm gì? Đi xem thử xem thằng ta đang làm gì. Không biết nó đang tìm gì. Tấm hình trong tay mày đấy, trả nó ngay đi. Đúng vậy. Và nói với nó là nó chết rồi. Thì đi tìm bạn nó đi. Ông chủ tự trả cho nó đi. Ông chủ là người lớn nên chắc nó chịu nghe lời. Nếu không đi thì tao sẽ giết cả mày. Cái gì cũng đến tay tôi. Ta, tao rất thương mày. Lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Nhưng từ nay mày phải ở một mình. May mắn nhé bạn. Ta nó đang làm gì thế này? Mốc, thanh thản nhé bạn. Mày sống với những thứ giả tạo cả đời. Làm việc cũng làm với hàng giả, lại còn sống với vợ chồng giả tạo. Tao đã làm theo lời hứa rồi đấy. May mắn nhé bạn. Thế khi mày đi lấy hình cho thằng ta, mày đi bằng thứ gì mốc? Tôi đã bảo rồi mà,
rồi không thể ra ngoài được. Ông chàng làm gì mà nhiều quá vậy chứ? Tôi biết trước sao? Bà cũng để lên không phải mình tôi mà. Ta, mày đừng đốt. Tao đang ở trong này. Ta, đừng đốt. Ông chủ à, nhìn đầu kia đi. Tao chết tư thế xấu thế sao? Bà chủ à, làm gì ở đây? Dừng xe lại. Tao bảo dừng xe lại. Dừng xe lại ngay. Tao bảo dừng xe. Dừng, tao bảo dừng. Mày không chịu nghe sao? Dừng lại. Này, khốn kiếp. Dừng xe. Mày có nghe không? Dừng lại. Làm sao đây? Cô ta không chịu dừng. Dược lên, cản đầu nó. Bà chủ, sao xe cô ta không giảm tốc độ? Không cần lo, dù sao thì nó cũng dừng, nó không dám tông đâu. Mày định đi đâu mau? Chết rồi thì phải tới nơi mình thích chứ. Mốt sẽ về nhà. Ông chủ, cảnh sát không thể bắt tôi nữa rồi nha. Nó vào rồi. Chả còn gì cho tao.
Số mày đỏ quá. Đứng dậy đi ta. Chúng ta cùng chiến tiếp. Anh Lan à, không phải anh chết rồi sao? Anh Lan à, tôi xin lỗi anh. Tôi xin lỗi anh, em chưa muốn chết. Em biết mình sai rồi, anh về đi. Em xin lỗi anh. Không đúng. Không đúng. Không đúng. Anh à, tôi chưa muốn chết. Ta à. Này, rồi chúng ta sẽ cùng đi với nhau tới nơi mình thích. Tin anh đi. Xe của mày anh mang tới luôn rồi nè. Ta à, đi nào. Sáng mùng 3. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Ông xã, ta đã đốt tất cả cho thằng Mốc rồi. Còn ai đốt gì cho ta không nữa? Ông xem đi, chả còn gì. Ai bảo không còn? Còn hai chúng ta. Đi thôi bà. Đi đâu? Tới nơi cả hai mình cùng thích. จะผิดขนาดไหน